Nhung ơi, Nhung à, em đi đâu mà để con khóc con la ôm sầm với em? Cái kiểu này chắc đi đánh bài đánh bạc gì nữa, thiệt sổ hết sức. Vợ với con tối ngày cứ cờ bạc hoài. À, ninh linh đi con, ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Ninh linh 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 con, linh linh linh. Tờ giấy chậm gì của ai đây? Kính gửi ông còn bằng thanh tra mật thám, tên tướng cướp Bạch Hải Đường đó không ai xa lạ, đó chính là bạn học cũ của ông. Như vậy là Nhung đã tố cáo tôi với nhà chức trách. Nhung, Nhung, trời ơi, Nhung ơi, sao em đành đoạn bỏ ra đi khi con thu nó mới vừa tròn 2 tháng tuổi, trong khi anh vẫn còn tha thiết yêu gì nhớ mẹ. Cha bị tù đày, còn mẹ bỏ ra đi. Thượng đế ơi, ông bài chi thảm trạng, chia cắt lòng nhau tan nát một gia đình. Trước khi tôi đưa hai tay cho anh cầm lại, tôi uống với anh một ly nghe. Anh Minh ơi, anh là tên tướng cướp Bạch Hải Đường thật sao? Thật tôi không ngờ. Anh Sáu ơi, trước khi ra đi, tôi mời anh uống đi anh. Ngờ được Đặng Hoàng Minh bạn của anh lại là tên tướng
cướp xác nhân giết người đoạt của, mang tâm sự của một kẻ si tình rồi lại đi sâu vào vòng tội lỗi. Vì từ ngày tôi được ngự trị phong dương trên ngai vàng tình ai, thì tôi là kẻ trắng tay làm sao giữ nổi một lâu đài. Tôi không ngờ mà lẽ sống tình yêu đã đẩy đưa tôi vào nẻo tối cuộc đời. Ngày cưới nhung về làm vợ, tôi tin chắc rằng sẽ đổ vỡ một tình yêu 30 tuổi đời chưa trọn một cuộc vui, mà nay tôi phải dâng thân vào dòng lao ly. Có thương là thương cho đứa trẻ thơ vô tội, như chim vỡ tổ bờ giờ cuối trời. Cảm ơn anh. Cảm ơn hiền mũi. Anh Minh, anh Minh ơi, qua phút giây tâm tình tôi mới hiểu được lòng anh. Tôi tin chắc rằng người đàn bà kia sẽ có ngày ăn năn hối hận, cũng như tôi và anh trước sau vẫn là đối bạn. Cái thuở chúng ta cùng học chung trường, chung lớp bên nhau, nhưng cuộc đời lại cay nghiệt trớ trêu. Hiện tại anh là thánh tra, còn tôi là tội phạm. Tôi xin phép anh cho tôi làm tròn bổn phận sau khi mình cùng nhau trung cạn tâm tình. Tôi là tên tướng cướp bên hải đường đây, tôi sẵn sàng đưa hai tay cho anh cầm lại. Còn đây bé Thu con tôi xin gửi lại, nhờ anh chỉ nuôi giùm cho nó được thành nhân. Rước em nè.